Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán, xe trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, hôm nay em lại tiếp tục đi giao chiếc xe Ford Ranger 2015 phòng mới về Bắc Giang cho anh Thực. Và anh Thực hôm qua thì anh có lên xem chiếc xe và anh ưng ý và anh đặt cọc. Hôm nay thì đây em lại tiếp tục hành quân lên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang về bàn giao cho bác chủ cho kịp giờ ngày đẹp. Vâng, đây là Việt In Bắc Giang. Cuối cùng thì em cũng đã đến nhà bác Thức Việt In Bắc Giang rồi. Đang trên địa phận Việt In Bắc Giang để bàn giao con xe cho bác Thức đây rồi. Đây là đã đến nhà anh Thức và anh đang kiểm tra xe rồi. Anh kiểm tra phanh và kiểm tra phố lùi. Lại. Vẫn qua chưa? Rồi, bắt đầu vào đi. Chiếc xe Ranger, chúc em đi tốt tiền về. Sau này lên đời thì lại gọi ông anh nhập ngay vào luôn nhá, để xe đẹp đấy, cam kết xe đẹp đấy.